Khi một số kết thúc bằng một hoặc nhiều số 0 thì chúng ta không đọc các số 0 này. 53 vạn. Bốn số bốn số này thì mình sẽ gọi nó là vạn. 53 vạn khoảng 12 vạn 8000. 12 là 10, 12 vạn. Tiếp theo 8000 sẽ là 3 triệu thêm khỏi ở đằng sau nữa. Tiếp theo, đối với các số có chứa một hay nhiều số không ở giữa thì chúng ta chỉ cần đọc một lần liếng. Đây ở đây chúng ta có hai số không ở giữa. Vậy thì 53 vạn. Ồ sứ san Tiếp theo, liếng đọc một lần. 27 chi khoai. Ồ sứ Liếng ở chi khoai. Đối với những số tiền lẻ tức là có cả đồng, có cả hào hoặc có cả xu thì chúng ta sẽ đọc phần nguyên trước rồi sau đó chúng ta mới đọc phần lẽ sau. Ví dụ ở đây chúng ta có dấu chấm ở đây. Thì lúc này phần ở đằng trước đây là đồng, còn ở phần sau đây sẽ là hào. Vậy thì ở đây đồng nó có 5 chữ số thì tương tự chúng ta phải tách tiếp nha. Tách 4 số ra thì chúng ta có dấu phẩy ở đây đúng không? Vậy thì ở đây sẽ là một vạn 5743 đồng. Ý quan, ủ chiên chi bại sư sứ san khoải đồng. Rồi tiếp theo mới đến máu, liều máu. Ở đây các bạn thấy chữ máu cô đóng mượn ngoặc tức là có hoặc là không có đều được. Vậy thì khi mà nói về đơn vị hào hoặc là su, nếu như hào hoặc là xu đứng ở sau cùng ấy, thì các bạn lúc này không cần thêm đơn vị tiền, người ta cũng ngầm hiểu rồi ha. Tiếp theo, 27 đồng 5 hào sẽ là 27 khoai ủ máu. Tiếp theo, 1 đồng 5 hào sẽ là y khoai ủ máu không đồng sáu hào nhưng chỉ đọc là sáu hào thôi sẽ đọc là liều máu à, 3 ba đồng hai hào bảy xu ở đây chúng ta lưu ý phải nói là hai hào bảy xu nha chứ không có nói hai mươi bảy san khoai lẻng máu chi phân ba 2 hai chúng ta sẽ đọc như thế nào đây sẽ đọc là san khoai ở ờ. vậy thì đến đây sẽ có bạn thắc mắc với cô là ở ờ, tại sao ở hai ví dụ cuối cùng này hai cái đều là hai luôn đúng không nhưng mà ở trên thì mình lại dùng lẻo ở dưới chúng ta lại dùng ơ khi mà có lượng từ ở đằng sau thì chúng ta bắt buộc phải dùng lẻ hai hào hào ở đây là lượng từ nên là lúc này bắt buộc chúng ta phải dùng lẻo còn ở dưới đây này các bạn lưu ý cô không dùng lượng từ ở đằng sau Tại vì chữ mạo có thể bỏ mà. Vậy thì khi mà cô không dùng mượn từ đằng sau thì cô có thể dùng chữ ở đây. Sẽ là san khoai ở hoặc là san khoai 2 máu.